Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Đây là một cái hình để rất là nhiều những cái tài sản crypto trên đó và bên tay phải đó là bao nhiêu ngày để tài sản đó có thể đạt được vốn hóa là 1 tỷ đô la. Thì chúng ta thấy được là BTC là đương nhiên là crypto đầu tiên rồi thì tốn tới 1.579 ngày thì chúng ta mới thấy được là BTC đạt được vốn hóa 1 tỷ đô la lần đầu tiên. Ethereum đó thì tốn 287 ngày để đạt được điều đó. BNB 559 ngày, USDT Tether 1163 ngày, USDC 644 ngày, XRP 1751 ngày để đạt được vốn hóa 1 tỷ đô la lần đầu tiên. Doge 2585 ngày, Shiba Inu 279 ngày. Các bạn thấy được là càng ngày đó cái thời gian càng rút ngắn lại và Pepe mới đây chỉ cần 19 ngày mà thôi. Tại thì các bạn thì có nhiều lý do, có thể là tại bây giờ đó crypto được nhiều người biết đến hơn, có nhiều người đầu tư hơn, tiền trong thị trường này đã nhiều hơn cho nên có thể đẩy giá của đồng Pepe lên tới vốn hóa 1 tỷ đô la trong vòng chỉ có 19 ngày. Đó là một yếu tố của các bạn, một yếu tố khác nữa đó chính là tiền mất giá, đó là điều mà các bạn nên hiểu đây. Ngoài cho việc là hiện bây giờ cộng đồng crypto đã lớn hơn so với lại khi xưa. À, cho nên chúng ta mới thấy là BTC đã phải gây dựng cộng đồng rồi phải thốt tiền vào thị trường này đã từ từ cho nên mới tốn tới 1579 ngày để đạt được vốn hóa 1 tỷ đô la lần đầu tiên Trong khi chúng ta thấy được là nhìn lại đồng Shiba Inu chỉ tốn có 279 ngày mà thôi Tại vì lúc này là lúc mà chúng ta đã có cộng đồng crypto đã lớn mạnh rồi cho nên sẽ đẩy nhanh hơn Nhưng mà một mặt khác cũng như chị chia sẻ ra tại vì tiền mất giá các bạn 1 tỷ đô la vốn hóa khi mà BTC đạt được cái mức đó so với lại bây giờ là một con số hoàn toàn khác nhau Khi mà chúng ta tính tới cái phần trăm lạm phát và giá trị đồng đô la đã mất như thế nào rồi và thêm một ví dụ nữa các bạn thấy được là đây là xếp hạng của một số công ty lớn và BTC xem coi là tốn bao nhiêu năm để có thể tới được 1.000 tỷ đô la vốn hóa Thì cũng tương tự như là cái à, tài liệu mới đây chúng ta nói tới crypto đó thì Microsoft tốn 44 năm để tới được 1.000 tỷ đô la vốn hóa Apple 42 năm Amazon tốn 24 năm thôi các bạn và Google tốn 21 năm, BTC thì tốn 12 năm. Cho nên khi mà so sánh với lại những cái crypto mà đến sau này đó thì BTC tốn rất nhiều thời gian để đạt được là 1 tỷ đô la vốn hóa nhưng mà khi mà so với lại những công ty khác đó thì BTC đạt được 1 nghìn tỷ đô la vốn hóa 12 năm chỉ bằng phân nửa của Amazon mà thôi thì cái mà Thùng muốn chia sẻ đây với các bạn không phải là chúng ta so sánh BTC với Google Amazon mà cái mà Thùng muốn chia sẻ đây với các bạn đó là tốc độ tăng trưởng của những tài sản bây giờ nó nhanh như thế nào tại vì một phần lớn là tiền mất giá các bạn và thị tài chính bây giờ một phần cũng đã lớn hơn rồi cho nên chúng ta có thể nghĩ như thế này à, khi mà thường chia sẻ với các bạn cách đây khoảng chừng là bốn năm năm đó thì cái suy nghĩ là BDC một ngày nào đó đạt được một triệu đô la thường cảm thấy là nó không có hợp lý lắm các bạn nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn khác rồi tại vì bây giờ một triệu đô la so với là trước đây một triệu đô la thì là hai thứ khác nhau rồi các bạn cái giá trị một triệu đô la đã thay đổi vì phần trăm lạm phát có thể nói được là cách đây vài năm đó, 100.000 đô cho một BTC là một con số mà các bạn thấy là chỉ có những người nào mà cực kỳ tin tưởng mà thôi Nhiều người vẫn cho đó là hoang đường khi mà giá của BTC lúc đó chỉ có là vài trăm đô, một ngàn đô Nhưng mà bây giờ 100.000 đô đó thì nhiều người không xem là nhiều nữa các bạn Và thậm chí ai cũng nghĩ là BTC sẽ đạt được cái mức đó trong cái đợt tăng trưởng kế tiếp này Cho nên các bạn thấy là khi chúng ta lưu trữ quá nhiều tiền mặt mà không có đủ tài sản đó thì các bạn sẽ dễ dàng bị thụt lùi phía sau tiền mặt đương nhiên là cần là các bạn ai cũng cần tiền mặt để chúng ta có thể có tiền chi tiêu để trả những cái khoản khẩn cấp các bạn nhưng mà ngoại trừ cái đó ra thì các bạn thấy là lưu trữ tiền mặt nhiều thì các bạn sẽ dễ dàng thụt lùi phía sau so với một người mà lưu trữ nhiều tài sản và đó cũng là điều mà tôi nghĩ là càng ngày càng nhiều công ty nhận ra hơn và đây cũng là cái mấu chốt liên quan tới đầu tư crypto và chúng ta nói riêng về BTC đối với Thuận một trong những cái lập luận của thuận đó là những cái người mà giàu có họ có tiền đó, thì cái mà làm họ đau đầu nhất đó chính là đầu tư vào những tài sản nào thì như bạn nói là nói gì thì cũng không đúng đâu tại vì có thiếu tài sản giống như là chúng ta có nhiều tiền thì có thể đầu tư bất động sản có thể đầu tư vào chứng khoán đầu tư vào vàng thì đương nhiên là đúng rồi các bạn nhưng mà các bạn nên hiểu là có rất là nhiều người đó họ đã có nhiều cổ phiếu họ đã có nhiều bất động sản họ đã có nhiều vàng rồi họ không muốn có thêm nữa tại vì những gì xảy ra trong vòng bao nhiêu năm qua đó đã cho chúng ta được rất nhiều bài học các bạn rất rõ ràng là không có một loại tài sản nào là an toàn tuyệt đối hết các bạn những loại tài sản đó thì đều có cái ưu điểm và nhược điểm ngay cả chúng ta nói tới đầu tư vào những cổ phiếu ngân hàng thì các bạn thấy là chuyện gì xảy ra trong vòng hai ba tháng qua ngay cả chúng ta nói tới đầu tư vào bất động sản thì lỡ như các bạn gặp cái sự cố như năm 2008 một lần nữa thì ra sao cho nên điều mà những người mà có tiền những công ty mà họ lưu trữ như tiền mặt đó họ luôn tìm kiếm là đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ và đương nhiên BTC sẽ là một sự lựa chọn thường tin như vậy và điều đó đã từ từ xảy ra rồi các bạn chúng ta đều là càng ngày càng có nhiều tỷ phú đầu tư một phần vào BTC, càng ngày càng có nhiều công ty đầu tư một phần vào BTC Thường không nói là người ta sẽ không đầu tư vào chứng khoán hay là họ ta đổi hết vàng ra BTC thậm chí nói là chúng ta chỉ cần một phần của cái số lượng tiền đó đi vào thị trường này mà thôi thì chúng ta sẽ thấy cái sự tăng trưởng như thế nào và điều đó sẽ từ từ xảy ra chứ nó không có xảy ra trong một đêm hay là trong một hai ngày đâu các bạn và đó cũng là lý tại sao mà chúng ta thấy là vốn hai thị trường này đã tăng thời gian tại vì càng ngày càng có nhiều người có lòng tin dài hạn vào thị trường này và nhất là BTC các bạn Thuận hy vọng là các bạn được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, Coinex, OKX, Binance, và một số dịch vụ khác nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn